các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái tiểu cảnh đôi duỗi cho quý vị và các bạn xem. Và tôi muốn có một cái sản phẩm bonsai như thế để chơi. Ở đây chính là những cây duỗi của chúng ta. Tôi đã chuẩn bị vào đây rồi. Những cây duỗi nhỏ mini. Do cái chậu này nó nhỏ cho nên là tôi chỉ trồng được 3 cây thôi. Và phía trên viên đá này. Và lợi dụng viên đá này đã có sẵn ở cái cây này. Rồi chúng ta bắt đầu làm. Đây chính là cái đáy chậu của chúng ta. Đặt một viên ngói lên. Đây có xỉ than này. Xỉ than trộn với cát. Ta giải bên dưới cho nó thoát nước. Nó thoát nước tốt. Nào nó sống khỏe nó sẽ bật ra cái mầm mới. Còn đây là ta sẽ phải kéo những cái rễ này ra. Sau đó là ta ủ đất cao lên để cho cây nó sống khỏe, rễ sẽ lan tỏa ra ôm chặt lấy khối đá này. Thì lúc đó ta sẽ ta sẽ tháo ra để cho cây sống. Thank you.
đất này là đất phá cát. Tôi sẽ phải để cho đất phủ lên để cho cây sống khỏe đã, thì sau đó mới bỏ cái tu bóng vào được và san đất thấp đi. Do những cái viên đá này tôi chưa muốn cho lộ đất, bởi vì tôi muốn cây sống khỏe đã, rồi sau đó tôi sẽ cào bớt cái đất bên trên này đi để cho lộ những khối đá đá tai mèo này ra thì nhìn sẽ đẹp hơn. Đây là cây mới trồng xong. Và bây giờ chúng ta hãy đi tưới nước cho nó.
và quấn giấy bóng thật chặt cái khu vực ba cây này. Sau đó là đến tỉa cành, tỉa bớt lá và tay găm đi để cho cây nó ổn định dần, bật mầm mới lên, lúc đó thì ta mới làm hoàn thiện được. Cây sống khỏe rồi thì ta hãy cấy rêu lên đây để cho nó thành một tác phẩm sẽ thuận mắt hơn. Đến khi sống khỏe rồi ta cào bớt đất ở trên này xuống để cho độ những khối đá này ra. Trước hết là như thế đã, và bây giờ chúng ta đi cuốn lại. Chúng ta đã quấn để bảo vệ cho cái gốc cây này. Bây giờ chỉ cần chờ một thời gian nữa là cái bộ rễ này nó ổn định trên cái bệ đá và trên cái chậu này, là chúng ta có thể bỏ cái dây bóng này ra. Đây là những chỗ mà ta có thể tưới nước vào để giữ ẩm cho cây. Và bây giờ ta có thể đưa cây này vào chỗ mát, bởi vì cây này đã có mầm lá và sống rất khỏe rồi. Bây giờ là chỉ cần chờ rễ non ra và bám chặt vào khối đá này là chúng ta có thể chơi được rồi. Và lúc đó chúng ta có thể tỉa bông răm cho nó phù hợp. Khi ổn định rồi người ta sẽ cào cái đất này ra và cấy rêu lên thì cái lộ hết cái phần đá ra và cái tác phẩm này nhìn sẽ bắt mắt hơn. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi xin dừng video clip ở đây. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.